rồi, miếng này hôm bữa tôi mua khoảng 8 tỷ, miếng trong kia tôi mua 9 tỷ, còn miếng ngoài này hôm bữa là tôi mua 22 tỷ. Là nguyên khu này á toàn là đất vàng không luôn nha bà con. Và nếu anh chị em nào mà có đầu tư đất thì vô đây mua đất, ở đây đất vàng luôn á. Cameraman quay khu đất này giùm tôi coi. Bữa là tôi mua tổng cộng là hơn 100 tỷ á.